Đâu đó chúng ta sẽ nghe cái cụm từ đầu tư công, những cổ phiếu được hưởng lợi từ sóng đầu tư công. Vậy đầu tư công là gì? Tại sao phải đầu tư công? Trong cái bối cảnh hiện tại là tình hình đầu tư công như thế nào? Những cổ phiếu nào hưởng lợi? Để chúng ta tìm kiếm cơ hội đầu tư theo sóng đầu tư công như đã nói ở các cái diễn đàn, các cái đội nhóm hay là những nhà tư vấn người ta phát biểu. Thì hôm nay Nhật cùng mọi người sẽ chúng ta cùng nhau tìm hiểu làm rõ những cái vấn đề này ha. Đầu tiên để biết đầu tư công là cái gì thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Đơn vị cái người đầu tiên hỗ trợ là chúng là bắt Google rồi. Chúng ta sẽ search cái từ đầu tư công là gì ha. Thì ở đây theo Wikipedia người ta ghi là đầu tư công là các khoản chi tiêu đầu tư hoặc thanh toán định kỳ của chính phủ để cung ứng hàng hóa công cộng, chẳng hạn như là khi chính phủ bỏ tiền vào phát triển đường xá, trường học, quân sự. Đầu tư công là một phần quan trọng của tổng cầu. Đó, đó là cái khái niệm chúng ta hiểu à. Cái gì đó liên quan tới những cái chính phủ đầu tư về đường xá, trường học, xây dựng rồi đó. Đó. Và nếu và lực ở đây người ta nói là phải theo luật nè. Thì thứ nhất có những người người ta hỏi là thứ nhất là vậy là có phải là mọi dự án sử dụng mà vốn nhà nước đều là dự án công không, đầu tư công không? Thì ở đây là người ta theo luật á khoảng 5 điều 14 điều 4 của luật đầu tư công người ta quy định là thứ nhất là vốn đầu tư công là gồm những cái vốn ngân sách nhà nước, vốn công trái, vốn như đây, một dọc cái những cái khái niệm như đây. Và thứ hai nữa, vốn ngoài ngân sách nhà nước là bao gồm các loại như công trái, trái phiếu ABCD trừ đi vốn ngân sách nhà nước ha, là trừ đi cái phần này. Thì tóm lại dự án đầu tư công là dự án có sử dụng được vốn đầu tư công và không bao gồm vốn nhà nước ngoài ngân sách trừ đi cái vốn nhà nước. Vậy tóm lại đầu tư công là đầu tư sử dụng vốn đầu tư công không bao gồm vốn nhà nước ngoài ngân sách, và đầu tư công là đầu tư vào những cái khoản chi tiêu đầu tư của chính phủ vào những cái loại hình như phát triển đường xá, trường học, quân sự, vân vân. Nó đều là những cái phúc lợi xã hội đó, và nó là một phần để, quan trọng của tổng cầu. Vậy lý do tại sao người ta đầu tư công nó quan trọng ha, thì ở đây chúng ta sẽ nhìn vào về tăng trưởng kinh tế hay là tăng trưởng GDP. GDP là đại lượng để đã đo lường cái sự tăng trưởng kinh tế. Chúng ta luôn mong muốn rằng kinh tế tăng trưởng, mà GDP sẽ cấu thành từ tiêu dùng, đầu tư tư nhân, khu vực tư nhân, và cái việc chi tiêu đầu tư của chính phủ cộng cái gọi là xuất nhập khẩu hay là cán cân thương mại. Cái này là cái kiến thức mà cơ bản mà nhập và vùng cùng Stock Farmer có chia sẻ với mọi người trên cái bài học nâng cao ha. Thì cái này hoặc là mọi người có thể tìm đọc cái kiến thức về cái tăng trưởng kinh tế này cũng dễ thôi ha. Thì mục đích của đầu tư công là muốn cho cái chi tiêu chính phủ, đầu tư của chính phủ tăng, là phát triển hạ tầng là ở đây kích thích, và nó chính là một phần là công cụ của chính sách tài khoá. Khi mà trong bối cảnh hiện tại chúng ta đang sử dụng chính sách tiền tệ mở rộng để kích thích kinh GDP bằng lãi suất thấp, tiền được bơm ra, tuy nhiên bị dịch bệnh Covid-19 cản lại làm cho cái cầu yếu đi, và rất là lo lắng là nếu tình trạng kéo dài thì chính phủ sẽ sợ là và chúng ta cũng sợ rằng là kinh tế sẽ bị suy giảm, tăng trưởng nó giảm đi. Vì vậy cái động thái tiếp theo là kết hợp giữa chính sách tiền tệ, và sau khi mà chúng ta mở cửa dần trở lại và khi mà vaccine được tiêm một lượng lớn thì chính phủ sẽ kích cầu bằng cái chuyện là sẽ đánh thẳng mạnh thôi, tại vì trước đó chính sách tiền tệ là trước đó rồi, thì bây giờ chính phủ sẽ tác động lên chữ G, đầu tư chi tiêu đầu công mạnh lên, để thứ nhất là tạo được công ăn việc làm nè, giảm thất nghiệp nè, hạ tầng được mở, rồi giúp một số doanh nghiệp hạ tầng rồi các kiểu liên quan hưởng lợi từ đầu tư công nè, làm cho tăng thu nhập cho người dân lên nè, người ta sẽ chi tiêu nhiều hơn. Rồi chữ G này xác động đến chi tiêu rồi hồi phục, sản xuất hồi phục thì đầu tư nó sẽ xuất hiện. Thì như vậy là nó sẽ là một cái vòng xoắn ốc tác động lên cái chữ GDP này ha, tăng trưởng kinh tế hồi phục. Thì sau dịch thì chúng ta phải kết hợp linh hoạt giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá. Đây là những kiến thức cơ bản chúng ta nắm, đó là vì lý do chúng ta hiểu là sẽ bị đẩy mạnh chính sách đầu tư công. Vậy thì cái câu hỏi tiếp theo đặt ra là cái việc đầu tư công này trong bối cảnh hiện tại nó diễn ra như thế nào rồi, thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục ở đây những cái chữ bị sẵn cho mọi người thấy ha. Thì theo như cái báo cáo của Bộ Tài chính là 8 tháng năm 2021 á, thì hiện tại vốn ngân sách đầu tư công chúng ta thực hiện từ hơn là 187.000 tỷ đồng, tuy nhiên nó chỉ đạt có 40,6%
kế hoạch mà Thủ tướng Chính phủ đã giao, nó giảm 46,41% so với cùng kỳ năm 2020. Có nghĩa là chúng ta hiện tại trong bối cảnh hiện tại đầu tư công nó bị chậm và ba quý rồi, bốn quý mà ba quý rồi mà chỉ mới bằng 50% thôi, thì có việc giải ngân khá là chậm. Một phần lý do giải ngân chậm là nguyên nhân á, là thứ nhất là do tình hình Covid, và tất nhiên rồi, Covid là luôn luôn là cái nguyên nhân đầu tiên. Thứ hai nữa là một số cái đơn vị thi công á, họ tiến hành bồi thường giải phóng mặt bằng nó chậm, rồi tình hình nguyên vật liệu đầu vào nó nhiều ha. Giá nó tăng, rồi nguồn nhân lực bị chung là bị khó khăn vì Covid, nó ảnh hưởng khá là nhiều. Và chính phủ cũng đã đưa ra nhiều cái giải pháp, đặc biệt là áp lực lên cái bộ đưa ra giải pháp và áp lực lên cái bộ mà đầu tư lớn mạnh nhất chính là bộ kế hoạch đầu tư. Chính phủ đã giao và áp lực lên bộ kế hoạch đầu tư, và dù mặc dù bộ kế hoạch đầu tư có là giải thích là nhiều lý do, nhiều khó khăn và đưa ra nhiều giải pháp, nhưng chính phủ vẫn áp lực khá là mạnh. Đặt cụ thể là cái phiên họp của chính phủ ngày tháng 8 năm 2021 này, thì thủ tướng đã chỉ đạo các bộ ngành phải đẩy nhanh tiến độ cho tôi, phải nói là nếu như mà cái nơi nào mà không giải ngân được á, dứt khoát được cắt luôn vốn đó, tập trung cho những cái dự án tốt để hoàn thành được cái kế hoạch mà tôi giao. Kế hoạch của chính phủ giao là như sau, cụ thể là hiện tại là chính phủ giao mục tiêu năm 2021 theo như SSI Research, người ta nói là nó sẽ giải ngân được 80 đến 85% kế hoạch. Nhưng mà hiện tại trong 7 đến 8 tháng đầu năm chỉ hơn 40% thôi. Vì vậy, chính phủ áp lực lên các bộ ban ngành, các địa phương phải thực hiện đầu tư công để kích thích hồi phục kinh tế sau khi dịch Covid tạo đỉnh, và khi chúng ta bắt đầu khôi phục kinh tế trở lại, hoặc là chúng ta sống chung với dịch và cũng thực hiện làm cho rốt rẻn, cho kích thích kinh tế lên ha. Thì đó là lý do và tình hình. Và vậy thì những cái cổ phiếu nào sẽ hưởng lợi khi mà đầu tư công? Đây là điều mà quý anh chị cực kỳ quan tâm, quan trọng, và ngay cả Nhật cũng quan tâm ha. Thì ở đây và cái luận điểm đầu tư công này nó đã thực sự cái việc đầu tư công này, cái áp lực và cái việc giải ngân đầu tư công như vậy nè, cũng khá là nhiều nhà đầu tư thông minh họ đã vào rồi. Đây là những cái cổ phiếu hưởng lợi trực tiếp từ đầu tư công, là phần lớn là những doanh nghiệp xây dựng, vật liệu xây dựng. Đó, thì phần lớn đầu tư công sẽ vào hạ tầng ha, hạ tầng và trường học xây dựng rồi đó. Theo như cái khái niệm ở đây chúng ta thấy rồi. Và chúng ta biết là những cổ phiếu ví dụ như C4G, G36 ha, Hòa Phát cũng hưởng lợi luôn, BLC, Cầu Đường, Hòa Phát là thép, đá, những cổ phiếu đá như KSP, Đá Hóa An, C32 xây dựng hạ tầng như là FCN, BC One ha. Vật liệu xây dựng thì có Hà Tiên 1, có BCC. Thì đây là những cái, và phần lớn cái việc mà kích thích đầu tư công để những cái doanh nghiệp này hưởng lợi á, nó không còn mới nữa. Tại vì sao? 2 tháng trở lại đây, từ tháng 7 gần như những cổ phiếu này đã tăng khá là mạnh rồi. Thì cái việc mà đầu tư công đẩy mạnh á, nó không phải là catalyst nữa. Tại vì đây nó đã phản kỳ vọng rồi, nhà đầu tư đã bắt đầu mua vào những cái cổ phiếu người ta kỳ vọng hết dịch. Trong lúc mà dịch rất là mạnh thì người ta đã kỳ vọng rồi, nên phần lớn cái biến động giá những cổ phiếu đã tăng 40-50% rồi. Có một vài cổ phiếu nó sẽ không tăng trưởng mạnh, ví dụ như Hòa Phát, tại vì quy mô đã quá lớn rồi ha. Đá Hóa An này kia rất là nhiều rồi, đặc biệt là ngay cả cổ phiếu Hà Tiên Mộc, BCC, vật liệu xây dựng đã tăng. Chúng ta theo dõi đầu tư chúng ta thấy nó tăng khá là mạnh rồi ha, trong khi VN-Index tăng chưa quá 10%, VN-30 cũng tăng 3,7 3,8%. Phần lớn những cái cổ phiếu này tăng rồi đó. Thì đó là cái đặc điểm. Vậy thì ở đây là còn cơ hội hay không? Thì cá nhân Nhật thấy là vẫn còn cơ hội á, nó đã tăng một sóng vào kỳ vọng rồi, nhưng mà thực tế đợi cho mà giải ngân là hiệu quả nữa, thì chúng ta hãy nhìn vào cái lợi nhuận đi. Trong bối cảnh là thời gian trước 6 tháng đầu năm thì khá là khó khăn, nhưng mà vẫn có những doanh nghiệp xây dựng làm ăn có kết quả kinh doanh tốt từ hoạt động cốt lõi với nhiều lợi nhuận, ví dụ như là FCN ha, ví dụ như Hòa Phát, ví dụ như BLC, ví dụ như BCC. Cái này là so 6 tháng đầu năm của 2020 với 2021, so với 2019, 2020 ha. Rõ ràng những doanh nghiệp này cũng có một sức bật khá là tốt trong cái bối cảnh này. Rõ ràng chúng ta nhìn là chúng ta thấy là được là tăng trưởng vẫn tốt, ví dụ như là Hòa Phát tới 174% tăng trưởng, BCC tới hơn 20%, hơn 30% là BLC. Thậm chí là như vậy ha. Ngoài ra còn những cái doanh nghiệp nếu mà so trong quá khứ thì có thể là chậm như vậy, nhưng mà ví dụ như BC One thì kết quả kinh doanh là doanh thu về lợi nhuận là nó đã tăng rồi.
thì chúng ta sẽ cùng nhau nhìn qua cái đồ thị diễn biến giá nha cả nhà. Ví dụ những cái cổ phiếu mà Nhật sẽ lấy những cái doanh nghiệp mà chúng ta thấy là ví dụ như là C4G đi. Mọi người thấy là giá cổ phiếu ha, từ tháng 7 hiện tại là từ cái vùng giá 8 đã lên, đã tăng trưởng khá là mạnh rồi, và cái đồ thị cũng biến động ở cái vùng cao so với thời gian niêm yết ở cái vùng đỉnh rồi, gần như là nó đã cao, người ta đã kỳ vọng vào đầu tư công. Mặc dù đầu tư công diễn ra chậm và chưa thực hiện, nhưng trên thị trường chứng khoán phản ánh kỳ vọng những cái giá cổ phiếu này đã tăng một loạt rồi ha. Ví dụ như là thị giá 11 là nè đó, rồi G36, đây là những cổ phiếu đó. Chỉ G36 thì còn vùng đỉnh hồi đầu năm là 18, hiện tại là trong cái vùng này, nếu mà nhìn kết quả kinh doanh giảm khá là mạnh, tại vì thiệt hại khá là mạnh, nhưng bởi vậy vì vậy nên giá cổ phiếu á không có tăng gần vùng đỉnh gần về vùng đỉnh như là C4G ha. Chúng ta nhìn qua những cái cổ phiếu như KSB, đây là những cổ phiếu đã vượt đỉnh, nó tăng vượt đỉnh luôn, kỳ vọng quá nhiều. DHA, C32, đó là những cổ phiếu gần như là đang vượt đỉnh, và ví dụ như C32 là những cổ phiếu đang vượt đỉnh, chúng ta có thể coi là kết quả kinh doanh tăng trưởng âm của quý 2 so với quý vừa rồi ha. Quý 1 cũng âm, có nghĩa là gần như doanh nghiệp đang gặp rất là nhiều khó khăn. Tuy nhiên chúng ta nhớ là đầu tư công chỉ là một cái luận điểm thôi. Cái việc tăng giá của cổ phiếu nó còn phụ thuộc hay là những doanh nghiệp làm ăn lợi nhuận, tăng trưởng doanh thu tăng hay giảm á, nó còn phụ thuộc vào một phần đó là mô hình kinh doanh của doanh nghiệp. Về nội tại của doanh nghiệp, về bản thân của doanh nghiệp nữa. Ví dụ trong đó chúng ta thấy được FCN. Có tăng trưởng về lợi nhuận ha, doanh thu có luôn. Đang ở vùng đỉnh hết, gần như là những cái luận điểm mà sóng đầu tư công á, nó đã phản ánh 2 tháng trước đây à, giá đã tăng khá là mạnh, đều tiến về vùng đỉnh hết rồi. Đó. Ví dụ như mà ở Fecon nó đặc điểm là cái thị giá ở vùng 14 15 này vẫn đang là hấp dẫn. Ít nhất là so với đỉnh điểm năm 2018 à, 2018. Rồi, cổ phiếu tiếp theo là cổ phiếu Hòa Phát, chúng ta nhìn đây. Với những cổ phiếu Hòa Phát thì chúng ta sẽ không bàn nhiều về cái nội tại rồi, vì đây là một doanh nghiệp được đánh giá là blue chip tốt trong VN30, cổ phiếu cực kỳ lớn, là nhóm nguyên liệu đầu vào. Và chúng ta có một cái rủi ro là chúng ta rất là lo là những cái giá nguyên liệu đầu vào, ví dụ như giá thép đi, giá xi măng sẽ có xu hướng giảm trong tương lai. Tuy nhiên việc đầu tư công nó sẽ kích thích cho cái số lượng nhiều. Nếu như giá nó hưởng giá có thể bị giảm, làm cho doanh thu có thể giảm vì giá, tuy nhiên doanh thu cũng sẽ tăng lại từ vì khối lượng sẽ nhiều hơn. Thì vì vậy chúng ta hãy chú ý một chuyện là nhóm ngành xây dựng là cái nhóm ngành nếu như hưởng lợi, sẽ hưởng lợi từ cái việc đầu tư công, sẽ tăng được cái gói đầu tư, cái sản lượng nhiều hơn ha. Rồi với lại là khi mà chúng ta đầu tư vào những cổ phiếu mà có giá trị như Hòa Phát như vậy nè, chúng ta không thể nào nhìn đồ thị mình nhìn trong lịch sử nhiều được, tại vì là phần lớn những doanh nghiệp nó phá đỉnh. Thì vậy chúng ta sẽ nhìn vào cái định giá, chúng ta sẽ cùng nhau hiểu về cái cơ bản. Thì ở đây là dành cho những cái video định giá, thì sẽ nói về giá thôi, phần lớn ở đây nhưng nó sẽ nói về giá. Nếu chúng ta mua vào những cổ phiếu ở vùng rất đỉnh như vậy thì chúng ta chú ý một chuyện là chúng ta sẽ bị rủi ro về cái việc chúng ta đu đỉnh cổ phiếu. Vì vậy khi mà nếu như mà mua những cái cổ phiếu trường hợp mà vượt đỉnh như vậy nè, thì cá nhân Nhật sẽ chọn một chuyện là Nhật sẽ mua theo, thứ nhất là mua từng phần, dù như mua 30% ở cái vùng gần đỉnh, khi mà nó rách Nhật mua thêm 30% mà mua gói đầu, gọi là mua gói đầu và phần nhỏ để tránh rủi ro. Và nếu như mình mua rách đỉnh mà nó không rách nữa, nó quay lại nó giảm, thì mình sẽ tuân thủ kỷ luật là mình cắt lót. Tại vì nếu như mình không cắt lót á, nó vào một cái pha giảm rồi thì khả năng mình đu đỉnh ở trên đó khá là cao, cực kỳ cao. Thì thành ra là những anh chị mà mua đầu tư theo trường phái rất out, dù là ngành nào đi nữa cũng chú ý những cái điểm đó, cực kỳ quan trọng ha. Rồi chúng ta sẽ tiếp theo những cái cổ phiếu tiếp theo, ví dụ như Hà Tiên 1. Đây là gần như là những cái cổ phiếu đã thăng lên cái vùng này rồi. Đó, mọi người thấy không? Đó. Tăng trưởng thì doanh thu là những khó khăn, nhưng mà cái sự kỳ vọng phản ánh là tiền đã vào, mọi người thấy khối lượng vào tăng, phần lớn những cổ phiếu là ở vùng đỉnh và rất đỉnh hết rồi. Vì vậy điều mà chúng ta thấy là những cái cổ phiếu như vậy thì chúng ta hãy nhớ rằng là khi mà đầu tư về, đọc thông tin về đầu tư công, không phải là thấy đầu tư công thì những doanh nghiệp xây dựng chúng ta sẽ mua đè, mà mua mua một cái liên hoàn,
chúng ta phải nghiên cứu thứ nhất là về cái mô hình kinh doanh của những cái doanh nghiệp này nữa, còn dư địa hay không, công suất nhà máy rồi dư địa tăng trưởng hay không. Thứ hai nữa, mặc dù là đầu tư công nó tốt thật đó, có nhu cầu nó sẽ tác động kỳ vọng của mọi người, nhưng mà kỳ vọng nó đã tăng rồi. Ví dụ như chúng ta thể thể đo là ở đây xi măng Bỉm Sơn đã tăng tới gần 100%, 93,83, gần như là đã tăng khá là nhiều rồi. Nếu mà chúng ta mua thì rủi ro chúng ta đu đỉnh, và nếu chúng ta mua theo trường phái rất đỉnh tiếp tục thì chúng ta sẽ dính một cái rủi ro đu đỉnh như nãy như cái trình bày ha. Thì tóm lại, nếu là Nhật, Nhật sẽ mua cổ phiếu nào? Chúng ta nhìn nó đã tăng rồi, nghe đầu tư công không còn mê nữa, còn đâu rồi, vậy thì còn dư địa hay không? Thì cá nhân Nhật, Nhật sẽ chọn Hòa Phát hoặc FCN, tại vì Nhật hiểu được dù cái luận điểm đầu tiên là áp lực giải ngân vốn của chính phủ để hoàn thành được 80% đầu tư công trong năm nay ha, đó là áp lực vĩ mô. Khi mà chọn về ngành thì chắc chắn là những cái cổ phiếu được hưởng lợi là ngành xây dựng, vật liệu xây dựng rồi. Và chọn cổ phiếu thì Nhật sẽ ưu tiên vào những doanh nghiệp ví dụ như là FCN và Hòa Phát, tại vì Nhật hiểu ngoài việc hưởng lợi từ đầu tư công vì nội tại doanh nghiệp này cũng khá là mạnh mẽ, ở đây có cái BC1 nữa, BC1 nữa, BCN nữa, thì Nhật sẽ chấp nhận mua những cổ phiếu đó. Và điểm mua, Nhật sẽ chọn điểm mua phù hợp và cái cách quản lý vốn phù hợp bằng cái việc ví dụ như là mua gói đầu, mua vốn rất là ít và gói đầu theo trường phái rất out, và sẵn sàng cắt lỗ khi nó mất cái xu hướng tăng, hoặc là chúng ta chờ một cái nhịp điều chỉnh trên một con sóng đang tăng, vào như một cái nhịp điều chỉnh khoảng 10 đến 20% về vùng hỗ trợ, chúng ta sẽ giải ngân mới theo một cái uptrend ha. Thì đó là cái cách mà chúng ta nhìn vào đầu đầu tư công và những doanh nghiệp hưởng lợi, và cái cách Nhật chọn cổ phiếu theo quan điểm cá nhân. Và tất nhiên rồi, những cái đây là những cái mục đích thông tin mà không phải là xem là lời khuyên đầu tư. Thì nếu mà anh chị thấy hay thì mình có thể đầu tư theo ý của mình sao cho phù hợp ha. Thì đây là những cái Nhật chia sẻ ngày hôm nay. Rất vui được sự ủng hộ mọi người bằng một cái like hoặc chia sẻ và nhấn nút thích ha mọi người ha.